sĩ mặt nạ sẽ là màn tranh tài của 4 giọng ca khủng gồm Lady May, Phượng Hoàng Lửa, O Sen và Tí Nâu. Cả 4 nhân vật không chỉ duy trì được phong độ cực tốt qua mỗi vòng thi, mà chiến thuật chọn bài của họ còn khiến fan phải cúi mình bội phục vì sự liều lĩnh và tư duy âm nhạc mà họ đang sở hữu. Tham chiến tại vòng thi cực quan trọng này, Tí Nâu, Phượng Hoàng Lửa, O Sen và Lady May không xuất hiện một mình, mà còn gũ đồng đội để trợ giúp cho các phần trình diễn. O Sen sẽ song ca cùng cô em O Súng, Lady May có sự trợ giúp của nàng May. Tiểu Phượng Hoàng sẽ sát cánh cùng Phượng Hoàng Lửa và nhân vật Tí Nâu cũng nhận được sự hậu thuẫn đông đảo của các anh em Tí Rồ. Ngay màn trèo sân, nàng May khiến Trấn Thành phản tượng với chiều cao khủng, thậm chí còn thốt lên nếu Tóc Tiên không ngồi ghế cố vấn thì đinh ninh nàng May chính là Tóc Tiên. Phượng Hoàng Lửa thì mang hẳn cô cháu Tiểu Phượng Hoàng đến tập 15 The Masked Singer Việt Nam. Trước tiết lộ của Tiểu Phượng Hoàng về việc bố mẹ kêu con đến giúp cô, cùng nhân dáng của nhân vật trợ giúp này khiến Trấn Thành ngờ ngợ đến việc Phượng Hoàng Lửa quen biết bố mẹ của Tiểu Phượng Hoàng và liên tưởng đến Mỹ Anh. Tương đồng không kém cặp đôi chị em O Sen O Súng thao túng tâm lý tất cả khi quá giống nhau từ điệu bộ cho đến giọng nói. Lắng áp về số lượng so với các nhân vật khác, Tí Nâu mang hẳn lực lượng đông đảo anh em Tí Rô khiến dân tình phải trăm trô thích thú. Không chỉ sở hữu tính cách đáng yêu và mặn mòi, các nhân vật trợ giúp này còn mang đến nhiều điều thú vị cho khán giả và các dàn cố vấn bởi sự nội lực trong giọng hát của mình. Và với sự trợ giúp mạnh mẽ của dàn mascot hỗ trợ, 4 tiết mục tại vòng bán kết hứa hẹn sẽ tạo nên những cơn bão like, hãy cùng chờ xem nhé!